Trước mắt anh chị đây là quốc lộ 51. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào tuyến đường nhựa này, một sẹt tầm 2 đến 300 mét thôi sẽ tới ngay lô đất của mình. Đường này đang sửa chữa và mở rộng ra nha anh chị nha. Ở trong video ngày hôm nay là một căn nhà mặt tiền, lô góc hai mặt tiền tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh chị nào mà quan tâm đến đất thị xã Phú Mỹ thì ở lại cùng mình khám phá video này nha. Xin chào quý anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh review bất động sản. Ngày hôm nay thì mình có mặt tại khu phố Mỹ Tân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để giới thiệu đến anh chị một căn nhà thuộc lô góc hai mặt tiền đường nhựa. Đây, căn nhà hiện tại là một cái quán cà phê cũ rồi ha. Trước đây nó là một cái quán cà phê. Lô đất mình có tổng diện tích là 232 m². Mặt tiền ở đằng trước là 22,7 m. Mặt tiền này hiện tại là đang sửa chữa và chuẩn bị tầm 1-2 tháng nữa thôi là sẽ làm xong. Thì lúc đó con đường nhựa này sẽ rất là to. Đường nhựa này là đường xe hơi nha. Hai xe hơi tránh nhau chị, nha anh chị nha. Và mặt trước đây là 22,7 m. Và cạnh bên hông này là 9,8 m. Nói chung là gần 10 m. Cái góc bên này nè. Ở đây là dân cư cũng rất là đông, quán xá cũng rất là nhiều anh chị. Đây, cạnh này ha, từ ngay góc bên đây qua bên đây là 9,8 m. Còn mặt tiền chính ở đằng trước á là 22,7 m ha. Tổng diện tích là 232 m². Về đường á thì tuyến đường này nè, đi thẳng ra đây á là sẽ ra ngoài đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Còn tuyến đường chính này á là sẽ đi ra ngoài đường quốc lộ 51. Từ đây mà ra đường quốc lộ 51 đi thẳng hướng này nè, khoảng tầm 300 m thôi. Khoảng 300 m là sẽ ra ngoài quốc lộ 51 cho anh chị nha. Thì kết cấu của cái quán này là một quán cà phê ha. Kết cấu ở đây là sẽ có không gian ở phía bên dưới, là do là trước đây là kinh doanh quán cà phê, sau này là hiện trạng bây giờ nó là một cái quán cà phê cũ thôi. Thì ở phía ngoài họ đang xây dựng và làm lại tuyến đường mới thì nó sẽ bị bụi ở khu vực bên trong này anh chị nè, nên nhìn nó là nó không có được đẹp mắt cho lắm. Về giá của cái lô đất căn nhà này là hạ giá nha, lúc trước là kêu là 4,5 tỷ, bây giờ chỉ còn có 4,2 tỷ thôi nha anh chị nha. 4,2 tỷ mà còn thương lượng nữa. Anh chị nào mà quan tâm đến lô đất này, căn nhà này thì liên hệ cho mình sẽ cho gặp chủ trực tiếp đàm phán thương lượng với chủ luôn. Thì không gian ở cái quán cà phê bên đó, bên trong này á, là bây giờ đã bỏ hoang, không có làm nữa, không kinh doanh nữa thì nhìn nó không có được đẹp mắt cho lắm ha. Nhưng khi mà đường này đã làm xong rồi, lên đường mới rồi thì anh chị nào mà mua cái này về mình dọn dẹp sạch sẽ, tân trang lại, chắc chắn là nó sẽ đẹp thôi. Còn ngoài không gian mà quán cà phê bên trong đây là không gian ở ha. Đây, chị thấy nè, đây là không gian ở ha. Có máy lạnh, ba cái máy lạnh luôn, ba phòng ngủ luôn anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cho anh chị mình coi nha. Ở đây nó có gồm một tầng trệt và một tầng lầu, kết cấu thép ha, theo kiểu dạng như nhà tiền chế. Thì không gian bên dưới lúc trước á, là anh chủ ở trên đây thì không có điện, hôm nay không có điện nên nó hơi tối, anh chị mình thông cảm nha. Anh chị nào muốn xem rõ thì trực tiếp đến đây mình sẽ dẫn cho anh chị mình xem. Đây thuộc về phường Mỹ Xuân, thành phố thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Gần quốc lộ 56 anh chị ha, gần quốc lộ 51 nha anh chị nha, xin lỗi mình nói nhầm. Thì cái không gian bên dưới này lúc trước là chủ định làm những cái kệ này để mở một cái mini mart, dạng như là siêu thị mini, dạng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi đó anh chị. Nhưng mà không, đang làm nửa chừng thì chắc cũng việc lý do gì đó kẹt tiền, kẹt vốn kinh doanh vậy đó nên không có làm tiếp. Đây một cái ý tưởng rất là hay, ở đây á, là có cái mặt tiền ở trước nè, anh chị mình có thể kinh doanh buôn bán, tiệm tạp hóa. Còn phía không gian bên ngoài là mình kinh doanh quán cà phê, thì toilet ở phía bên ngoài nó có một cái toilet kìa anh chị. Phía bên ngoài nó có một cái toilet ha.
đây là cái không gian mà mở cái mini mart nè. Tại vì dân cư ở đây rất là đông luôn anh chị nào mà kinh doanh theo dạng mini mart tiện tạp hóa, cửa hàng tiện lợi thì rất là phù hợp, rất là tuyệt vời luôn. Còn không gian ở ngoài đây là mình sẽ mở quán cà phê. Bây giờ là mình sẽ dẫn anh chị lên trên tầng lầu để xem trên nha. Ở trên sẽ có 3 căn, 3 phòng ngủ nha anh chị. Đây, mình sẽ lên dẫn anh chị là mình lên đây xem nha. Đây là giống như là cái gác ha. Nói chung là một cái nhà gọi là nhà lắp ghép, nhà tiền chế. Đó, nhưng mà cũng xây dựng cũng rất là hiện đại, cũng rất là đẹp nha anh chị nè. Khi mà anh chị nào mà mua cái căn nhà này thì nói chung là toàn bộ nội thất sẽ để lại cho anh chị luôn nha. Đây, đây là có 3 phòng ngủ luôn anh chị. Đó, đây nhà vệ sinh, toilet, máy giặt. Nói chung là hình như là anh chủ đất có bảo, chủ nhà có bảo với mình đó là ai mà mua cái căn nhà này để lại toàn bộ vật dụng cho mình sử dụng luôn. Thì nhà thì bữa giờ cũng không có ai ở nên nó cũng hơi bề bộn chút xíu anh chị ha. Đây là khu vực bếp nè. Đó, cái căn nhà này rất là thích hợp cho anh chị nào mình ở và mình kinh doanh buôn bán là hợp lý nha. Ở trên đây là không gian để mình ở, còn ở phía bên dưới á là mình sẽ sử dụng cho việc kinh doanh, còn trên đây là không gian ở. Đây có mấy phòng nữa nè. Đó, nói chung là cái này á, anh chị nào mình mua về á mình ở cũng được và mình kinh doanh cũng được, còn không á mình có thể cho thuê lại cũng được, cho thuê mặt bằng cũng được. Bảo đảm với anh chị rằng cái căn này á, mà cho thuê mặt bằng á ít nhất cũng phải được 8 tới 10 triệu một tháng. Lô góc hai mặt tiền rất là đẹp luôn, gần quốc lộ 51. Cho nên nó là cái này là mình dạng như phải đầu tư vừa có lãi vốn vừa có dòng tiền anh chị. Đó, xe cộ anh chị thấy không? Xe cộ đi ra đi vô nè. Đó, quá đẹp luôn. Giá rất là hợp lý luôn. Giá này phải nói là theo mình là nghĩ là giá rất là ok ha. Chỉ có hơn 4 tỷ thôi thì có được một cái căn góc như thế này thì còn gì bằng nữa anh chị. Từ đây á, là đi về á, sân bay quốc tế cũng gần, khoảng tầm về Long Thành đó anh chị, khoảng tầm khoảng 25 km. Ở đây là Phú Mỹ thì gần cảng biển, gần khu công nghiệp. Ở đây tiện ích thì cũng rất là nhiều, cho nên đó là đây là một cái căn nhà, một cái lô góc như vậy, một cái vị trí bất động sản như vậy thì không có gì điểm nào để chê nữa anh chị. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Bây giờ là mình sẽ chia sẻ vị trí của lô đất này trên bản đồ Google Maps cho anh chị mình cùng xem nha. Đây, đây là vị trí chấm chấm này là vị trí của lô đất này anh chị nè. Khay cà phê, trà sữa. Đây, vị trí của lô đất là vị trí này đây ha. Ngay lô góc hai mặt tiền đường này ha. Một đường á là rẽ ra ngoài quốc lộ 51. Còn một đường á là đi ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, hay còn gọi là có tên đường Võ Văn Kiệt. Đường Võ Văn Kiệt, nhưng mà mình đây là cái đường Mỹ Xuân Ngãi Giao nha. Mình zoom lại gần thì nó là tên đường Võ Văn Kiệt, nhưng mà nó còn có tên là đường Mỹ Xuân Ngãi Giao nha anh chị nha. Nói chung ngay ngã ba đây là ngã ba Mỹ Xuân này anh chị nè. Ngay siêu thị Thế Giới Di Động nằm ngay ngã ba này luôn. Khu vực này rất là đông dân, rất là sầm uất luôn anh chị. Bây giờ mình sẽ mở vệ tinh cho anh chị mình xem nè. Đây là vị trí của lô đất nha. Lô góc hai mặt tiền kết nối giữa quốc lộ 51 và đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Đường Mỹ Xuân Ngãi Giao là đi thẳng đường này đi về trung tâm thị trấn Ngãi Giao của huyện Châu Đức và Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Còn cái này là quốc lộ 51 ha, đi hướng này là sẽ đi về Long Thành, đi về ngã tư Vũng Tàu ha. Còn đi ngược lại về hướng này là sẽ đi về thành phố Bà Rịa, đi về thành phố Vũng Tàu. Đây, cái góc đây là ngã ba Mỹ Xuân nè. Xung quanh đây á, là sẽ có rất là nhiều cụm công nghiệp, khu công nghiệp nằm xung quanh đây, anh chị thấy không? Đó. Và ở đây á, là dân cư rất tập trung, rất là đông luôn. Trường học, trường tiểu học Mỹ Xuân nằm đây nè, anh chị thấy không? Quán cà phê, quán xá rất là nhiều luôn. Nên cái vị trí này là một trong những vị trí khá là đẹp ha. Cho nên đó là ở đây mình có thể ở, kinh doanh buôn bán rất là hợp lý luôn nha anh chị. Rồi, mình đã chia sẻ xong về vị trí của lô đất này trên bản đồ vệ tinh Google Maps anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo.